11, 12 giờ. 1 giờ sáng cô gọi dậy nói chuyện. Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm. Sợ buồn ngủ đúng, đúng rồi, chính xác. Cô nói chuyện lúc 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Vâng, chuyện thì bạn đó đúng. Sống giờ múi giờ bên kia. Ô, chào em gái. Chào anh. Dạ. À, dễ thương. À, em nghe cái đường tình duyên bên đây em cảm nhận thế nào? Em có một câu hỏi dành cho nhà trai được không rồi, ạ? Rồi, hỏi đi. Dạ vâng, anh có nói là bây giờ vợ và con anh đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh và anh rất là thương hai cháu. Vậy thì tại sao anh lại quyết định chuyển ra ở ngoài Thanh Hóa trong khi nó sẽ là gây cái trở ngại rất là lớn cho anh về cái việc là chăm sóc con cái ở trong này với chị ạ? Thật ra lúc đó thì công việc này em dạ vâng. Nó cũng được không được thuận lợi. Ông bà già thì cũng có muốn hướng là quay ra. Mình nghĩ thôi được để mà xa một thời gian đi. Cái tinh thần nó bớt căng thẳng đi. Lúc đó thì nói chung là khoảng 3-4 năm thì là mất lòng tin ở con gái. Vì vợ chồng với nhau mà lúc quay mặt là sẽ thành người dưng liền. Không còn cái gì có tình cảm hết cả. Dạ, vậy thì nếu giả sử như lựa chọn giữa gia đình bố mẹ và tương lai con cái cùng với sự bình yên của vợ cũ để phát triển con thì anh ưu tiên lựa chọn cái nào hơn ạ? Vợ với lại bố mẹ thì anh không bao giờ anh đánh đổi là cái chuyện là đưa lên làm bàn cân cả. Vì là vợ là nó là... Mời nhà trai giới thiệu về mình. Mình chào Quyền Linh, chị Hồng Vân và quý vị khán giả. Chào bạn gái bên kia. Mình giới thiệu mình là Nguyễn Hữu Dương, năm nay 43 tuổi, giám đốc công ty nội thất Trương Dương. Công ty thì trước ở Sài Gòn nhưng bây giờ chuyển về Thanh Hóa, nhưng bây giờ vẫn làm thì chứ vẫn Sài Gòn, Thanh Hóa, Hà Nội. Tên là... Nhưng mà ở chính là ở đâu? Công trụ sở chính ở Thanh Hóa. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Linh và con xin chào cô Hồng Vân cùng chào các anh chị khán giả ở trường quay. Em tên là Thủy, hiện đang công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Em đến từ Quảng Bình và hiện đang sống tại Nhà Bè. Rồi, mình có điểm mạnh, điểm yếu nào nói chuyện cho đàn gái nghe với. Dạ. Điểm mạnh của em thì biết giao tiếp, sống thật thà. Giám đốc là giao tiếp hết số 1 rồi. Mình biết, có... biết nấu ăn này, đoàn việc nhà này. Chà may quá, là... em không biết nấu ăn. Có điểm yếu gì không? Có điểm yếu thì cũng rất nhiều, nhưng mà sống cả nể. Nhiều khi sống với bạn bè rất nhiệt tình. Nếu mà đi nhậu về là say là ngủ hay ngáy. Ai cũng ngáy chứ, nó mời rồi. Nhà gái. Bây giờ mình sẽ nói về mình chút xíu. Về bản thân thì em thấy em là một người khá năng động. Dạ, và tự tin. Về mặt giao tiếp tốt thì tính tình thì cũng một chút hài hước và cũng một chút nghiêm túc, rất là năng động nên là dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao, làm những cái thuộc về sở thích của mình như là đọc sách, đi cà phê với bạn bè, những sở thích của mình như là đi chạy bộ, những cái hoạt động thể thao ở ngoài trời. Dạ. Nói chung hai người đều năng động hết trơn. Bạn gái cho mình hỏi đi, chơi thể thao bạn chơi môn gì bạn gái? Môn yêu thích của em bây giờ là chạy bộ và boxing với lại là boxing dạ, với lại là đừng có lãng hoàng nha, không nhưng mà yêu giống màu cát mà anh hả? Yêu giống màu cát, màu cát đúng không? Dạ, chào chị Hồng Vân. Vâng, anh yên tâm, chỉ có đừng có làm em nổi nóng thì sẽ không xem anh là bao cát đâu ạ. Thấy mệt rồi, hồi hộp. Nhìn em như thế này lại giám đốc nữa, tại sao em lại có mặt ở đây? Cái đây 7 năm em cũng có chia tay với vợ, có hai nhóc. Trước là em ở trong này, nhà ở Vò Vấp. Bây giờ thì khoảng sau đến lúc hai vợ chồng chia tay thì em quay trở ra ngoài kia. Hai con ở với mẹ. Rồi chị... là mình chu cấp thôi, đúng không? Vâng, đúng ạ. 7 năm có mối tình nào nữa? Có, nói chung là cũng có một mối tình thì được mấy tháng, xong thấy cô thực dụng quá thì chia tay. Thì thật ra là cô nó cũng không có gì cả, nhưng mà có một cái là không được là đi làm về á, cái lúc xem thực sự xong thì hai người rảnh rỗi với nhau thì cô nó không có cái nói chuyện, muốn nói chuyện thì cô không nói chuyện, nhưng mà lúc 11, 12 giờ, 1 giờ sáng cô gọi dậy nói chuyện. Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá mà lúc sáng đi làm mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm. Sợ buồn ngủ đúng, đúng rồi, chính xác. Cô nói chuyện lúc 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Vâng, chuyện thì bạn đó đúng. Sống giờ múi giờ bên kia. Ô, chào em gái. Chào anh. Dạ. À, dễ thương. Em nghe cái đường tình duyên bên đây em cảm nhận thế nào? Em có một câu hỏi dành cho nhà trai được không rồi, ạ? Rồi, hỏi đi. Dạ vâng, anh có nói là bây giờ vợ và con anh đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh và anh rất là thương hai cháu. Vậy thì tại sao anh lại quyết định chuyển ra ở ngoài Thanh Hóa trong khi nó sẽ là gây cái trở ngại rất là lớn cho anh về cái việc là chăm sóc con cái ở trong này với chị ạ? Thật ra lúc đó thì công việc này em dạ vâng. Nó cũng được không được thuận lợi. Ông bà già thì cũng có muốn hướng là quay ra. Mình nghĩ thôi được để mà xa một thời gian đi. Cái tinh thần nó bớt căng thẳng đi. Lúc đó thì nói chung là khoảng 3-4 năm thì là mất lòng tin ở con gái.
Vì vợ chồng với nhau mà lúc quay mặt là sẽ thành người dưng liền, không còn cái gì có tình cảm hết cả. Dạ, à vậy thì nếu giả sử như lựa chọn giữa gia đình bố mẹ và tương lai con cái cùng với sự bình yên của vợ cũ để phát triển con thì anh ưu tiên lựa chọn cái nào hơn ạ? Vợ với lại bố mẹ thì anh không bao giờ anh đánh đổi là cái chuyện là đưa lên làm bàn cân cả. Vì là vợ là nó là ở góc độ khác, còn bố mẹ là góc độ khác. Bố mẹ mình là không có cái chuyện là mình để xua thánh bất cứ ai một ai hết em ạ. Cái mình thì mình cũng không nên là ấy cả. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Hai bạn sẽ gặp nhau để cùng trao đổi vấn đề đó. Cho anh hỏi bên nhà gái là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Từ góc độ em chia sẻ của em thì bản thân em là một người khá cao, nên em yêu cầu là bạn trai em phải là cao hơn mình. Bao nhiêu mét nhiêu nè? Hiện tại em đang cao khoảng tầm 1m6, đi giày vào nữa thì khoảng tầm 1m7, 1m71, 1m72. Bạn nam là phải 1m7 đúng không? Dạ đúng rồi. Một người biết chia sẻ với em. Em là người khá hướng ngoại. Nếu giả sử như không chia sẻ được mọi thứ trong cuộc sống mà cứ ấm ức để mọi thứ nó bị vỡ ra khi mình không chịu để nói chuyện với nhau để hiểu ra và tìm ra vấn đề thì nó rất là khó. Nhưng mà chia sẻ là ban ngày nha. Cao lắm 10 giờ thôi nha. Dạ. Đó, rồi, xong. Rồi, em có mấy mối tình? Chính xác thì là em yêu hai người. Người khoảng 3 năm từ thời sinh viên. Sau đấy yêu một người khoảng hơn 6 năm. Và dùng dành cho đến lúc mà em biết bạn có gia đình thì khoảng tầm 9 năm. Bạn nói với em đấy là bạn ấy muốn em không phải khổ. Vì bạn ấy thì cái lúc mà yêu nhau thì bạn đã biết là điều kiện hoàn cảnh cuộc sống của bạn là không có điều kiện bằng em. Bạn ấy nói là bạn ấy không sợ em khổ vì gia đình bạn nghèo. Chứ em á, cái mẫu hình lý tưởng của em á là như thế nào? Phụ nữ thì trông dễ nhìn một chút, đó là cái điều đầu tiên là để mà mình ấy. Phụ nữ nào cũng dễ nhìn, quan trọng mình có nhìn ta không. Cái thứ hai nữa là phải biết, nói chung là có hiếu với bên nội bên ngoại. Người ta nó phúc đức tại mẫu mà. Nên là vợ là phải có cái đó là cái điều quan trọng nhất. Nên em chỉ cần có vậy thôi. Chỉ còn gia đình được rồi. Bên đàn trai đi với ai? Dạ, đi với anh họ chị. Chào chị Hùng Vân, anh Quyền Linh. Còn anh cảm thấy là bạn gái bên này cũng xinh, gái năng động. Đấy, nên là hai em xem xét. Nếu mà được thì theo anh nghĩ là cố gắng. Có thể là mình có một cái quan hệ rồi dài dài. Sau này có thể là đến cái đoạn xa hơn ấy, mình tìm lại một nửa miếng ghép của đời mình. Dạ vâng. Như vậy bây giờ em đi với ai? Dạ vâng, em đi với đồng nghiệp và nhân viên của em ạ. Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh Dương. Thì trong quá trình mà làm việc với chị Thủy á, thì con thấy là ở công ty thì chị Thủy rất là mạnh mẽ, rất là cá tính. Tuy nhiên thì khi về nhà thì chị Thủy rất là đảm đang. Chị Thủy nói là chị Thủy không biết nấu ăn, nhưng mà thật ra là chị Thủy nấu ăn rất là ngon luôn. Sếp có giữ không con? Rất là quan tâm đến nhân viên luôn. Tuy nhiên thì là trong công việc thì cái gì sai là sai, mà cái gì đúng là đúng. Cá tính rất là quyết đoán luôn. Mở rào đi. Mở rào đi. Mở rào. Rồi hai người, chúng ta cứ đến giao lưu với nhau đi nào. Vâng, em chào anh. Chào em. Vâng em. Này anh tặng em, nhưng mà cái này là 100 bông, nhưng đây chỉ có 99 bông. Dạ đó vâng. Em thấy bông cuối cùng ở đâu? Đông cuối cùng á hả? Đúng rồi. Em đoán được không ạ? Được, em đoán đi. Em nghĩ đấy là anh ấy. Không. Anh nghĩ chắc là em ấy chứ. Một bó hoa rất là đẹp luôn, 99 bông. 99 và một bông đó chính bông là hồng em. Thiệt. Thật ra là cả em là người ta cả vụng về yêu cảm xúc của mình và yêu những cái sở thích của mình. Cho nên là em không chuẩn bị quà nó thiên về cái cảm xúc của em khá nhiều, chai rượu vang. Em hy vọng là nếu giả sử như mình có duyên với nhau, thì khi mà mình về với nhau ấy, thì nếu giả sử như những lúc mà mình giận nhau thay vì ngồi để lại để cãi nhau, thì mình khui một chai rượu vang ra mình uống. Và mình khi có men rượu thì mình nói sẽ dễ dàng hơn. Anh cảm ơn em. Em thì, hồi trước đi. Em anh có nói là anh cảm thấy khá phiền khi một người bạn gái gần đây là thường nói chuyện với anh sau 10 hay 12 giờ đêm gì đó. Bây giờ em có một cái sở thích đấy là chơi thể thao. Và em dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao. Thậm chí về đôi lúc đi làm về em không sẽ không vào bếp chuẩn bị bếp núc, và cái việc đấy không phải là việc ưu tiên của em. 9 rưỡi 10 giờ em mới về. Thì điều đấy sẽ ảnh hưởng tới quyết định của anh như thế nào nếu giả sử như mình hẹn hò? Làm cái gì làm, nhưng mà cũng dưới 12 giờ được. Em khoảng tầm 10 giờ được rồi. Một lần, hai lần sẽ được. Nhưng mà nhiều lần thật ra cũng rất mệt. Vì là mình có những lúc đi, anh đi rất nhiều. Có thể là một ngày chạy mấy trăm cây số. Dạ không vâng. Được, không có tài xế là một mình phải đi là nói chung là rất nguy hiểm.
Dạ. Nên là anh phải lo cho, nói chung là tính mạng của anh trước đã. Em là người luôn muốn được bạn đời mình chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Nếu giả sử những cái việc mà em luôn đòi hỏi cái sự chia sẻ đấy, nhưng mà anh đang mệt, nhưng mà em lại muốn là anh nói ra cái việc anh đang mệt để em chia sẻ với anh, nhưng mà anh thấy phiền, cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào với anh nếu em là người như vậy? Đúng ra vợ chồng chia sẻ với nhau thì là cũng nên chia sẻ. Anh ghét nhất là những người nào giả dối. Vì vợ chồng thật ra bây giờ có những thứ mình nói thẳng với nhau. Thế là tính của anh không ghen. Bây giờ em nói là em đi gặp bạn trai cũ, ok. Hay là em đi gặp mà em dai mưa này khác là đó bình thường. Nhưng mà em đi gặp về em nói với anh là đi gặp người khác là không được. Còn em đi gặp về bình thường không sao cả. Anh cũng có bạn, em cũng có bạn. Cái đó là rất bình thường, không gì cả. Tính anh về cái phần đó thì rất dễ giải. Quan trọng là tin nhau. Đúng không? Em mà đã yêu thương anh rồi thì chắc chắn em sẽ không làm được gì có lỗi với anh cả. Có liều tất nhiên. Đúng không? Còn em mà đã làm có lỗi với anh thì em có yêu thương anh đâu. Nên là mình có giữ cũng không được. Dạ vâng. Nếu giả sử như là về mà em cảm thấy em không thích, em sẽ đi, em sẽ nói anh ơi, mình đi ra ăn ngoài đi, em lười nấu ăn quá. Tình huống đấy em sẽ giải quyết như thế nào? Chế độ bình thường thôi, đi ăn thì đi ăn thôi chứ sao đâu. Rất đơn giản mà tự nhiên bây giờ em thích đi ăn thì anh cũng đi ăn như. Nếu đó, giả sử em. Dạ vâng, nếu giả sử như cái việc đấy nó chỉ xảy ra một tháng 2-3 lần thì nó không bị, nó rất là bình thường. Nhưng nếu giả sử như nó xảy ra khoảng tầm 5-7 lần hay 9-10 lần thì nói thì chung là bây giờ nếu như mình cũng nên là đi làm về mệt rồi. Dạ. Nếu lúc nào mà cảm thấy nấu nướng được, mình ăn thì nấu, không ra ngoài ăn. Rất bình thường. À vâng. Vậy thì anh nghĩ như thế nào về một người phụ nữ là nhuộm tóc màu rất là sáng, ăn mặc rất là sexy, móng tay thì luôn xanh đỏ tím vàng? Thật ra anh không có quan trọng gì bề ngoài cả. Nhưng mà miễn là sao là cho nó vừa phải được rồi. Đừng có ấy quá. Như thế nào được gọi là vừa phải hả? Tức là bây giờ em ra ngoài đường thì mặc kín đáo này khác, đúng không? Còn tóc bây giờ em nhuộm nhiều màu thì mai mốt anh bao giờ nhuộm lại một màu. Em thương anh thì em nhuộm lại một màu chứ có gì đâu. Nhưng mà cái việc rõ ràng là em nhuộm tóc màu là cái việc mang cho em vui vẻ và hạnh phúc. Rồi tại sao em thương anh em phải nhuộm màu đen nhưng mà anh thương em, anh lại không để cho em chơi những cái này ạ? Thật ra anh nói với em này, nhuộm tóc nói chung là cái chuyện đó là sở thích của em. Dạ. Không phải là một cái gì để mà nó cũng không to tát gì cả, đúng không? Nhưng bây giờ thì thật ra vợ chồng mà phải chia sẻ, cái đó là sự chia sẻ đấy em. Bây giờ như sở thích của bây giờ anh mô, em như vậy là không được. Đúng không? Thì bây giờ nếu như thực sự mà em mà đúng thật sự là ấy vậy em ở, nếu vậy thì thôi thì em sẽ không làm theo những gì cho anh buồn. Dạ vâng. Đúng không? Cái đó là sự chia sẻ mà em. Dạ. Vậy thì hai người mà chia sẻ cho tới sáng luôn chứ không phải có một giờ đâu. Đó, thấy bây giờ hơi căng thật. Nhưng em nghĩ sao nếu bây giờ mà bao giờ tiến tới hôn nhân? Em cần 3 tháng hẹn hò và sau 3 tháng phải xác nhận là có thể tiếp tục nghiêm túc hay không. Cái thứ hai, sau 3 tháng khi khoảng tầm 5 đến 6 tháng sẽ đi tới hôn nhân. Em muốn là cả hai người sống thật nhất có thể để hiểu được với nhau về đối phương. Nếu mà thí dụ yêu nhau á, thì là một đứa ở Thanh Hóa, đứa Thành phố Hồ Chí Minh sao đây? Kỳ tới này á, sang năm thì thật ra lại bây giờ em đang còn làm công trình ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Em chuyên làm cho chùa. Đến là kỳ tới này công việc ở trong em cũng rất nhiều, em cũng sẽ làm mở chi nhánh ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy. Một khi mà muốn rồi cái cả tuần bay ra bay vào được, ok không sao cả. Giàu quá, nhà bác có điều kiện quá, bác bay ra bay không vào. Phải. Một tuần mấy ngày thì có mở. Đâu, bây giờ vía đang khuyến mãi chị ạ. Vía đang khuyến mãi. Bây giờ hai bạn tiến tới. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau. anh thì hát không hay nhưng em hát đi. Em hát cũng không hay nhưng mà em hy vọng là anh sẽ thích bởi vì là nó là tình cảm của em. Rồi. Dạ vâng. Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương, một đám lá thu bay giấc vương đầy ngõ vắng, một chùm hoa trưa nắng xôn xao cả lòng tôi. Vì nắng mai nên mưa, gọi trưa hè loang nước, dù muốn nói với nhau nên nhìn nhau rất lâu. Chiều ngõ vắng xôn xao, có thêm bầy bé gái, cùng nhảy dây khoe áo, răng hoa ngập hồn tôi. Em xin hết ạ. Rồi, hay quá. Em hát cũng không hay mà hát một chỉ một đoạn thôi. Giờ lại nắm tay em lấy kia tỉnh khí. Yên tâm nha, đừng có run, em đang quá, ở bên anh run, mà. Run quá, em đang run, ở bên anh run mà, quá không ấy, không hát được. Không còn con sông nước lên chào dâng bãi bồi, anh về thăm em khắp nơi như là biển khơi. Chập chầm mái tranh nhô lên giữa ngọn chiều dâng,
thôi không hát nữa. Hát cái đó. Còn... không bấm vì bất kỳ điều gì mà chúng ta chỉ bấm bằng trái tim của mình các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm nghe. 1 2 3 Hết thời gian. Hai người bấm cùng một lúc luôn á. Nào. Yes. Bấm tay nhau. Được rồi đó. Trời ơi. Tối nay hai bạn có thể uống hết chai rượu vang và có thể trò chuyện với nhau. Bây giờ trao nhau cái nụ hôn gọi là dặm mặt cái nè. Nào, hãy đến với nhau. Xin phép nhà gái nha. Nhà gái khoái lắm, ngồi cười hoài rồi. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1, năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Tối nay hai người uống hết chai rượu.